YouTube nào kiếm tiền nhiều nhất Việt Nam? Thu nhập của các YouTube đình đám khiến nhiều dân mạng trầm trồ. Kiếm tiền từ YouTube đã trở thành một công việc được ưa chuộng tại cả ở Việt Nam và trên thế giới. Bằng việc đăng tải các video chứa nội dung sáng tạo, có những người đã sở hữu mức thu nhập rất cao, thậm chí lên tới hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Mới đây, bảng xếp hạng những sao Việt có thu nhập cao nhất từ nền tảng YouTube đã thu hút sự chú ý của dân mạng. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia về công nghệ, con số Social Blade, chuyên trang thống kê độc lập uy tín nhất thế giới, đưa ra chỉ khớp với một số trường hợp nhất định, còn lại mọi thông tin chỉ mang tính chất tham khảo chứ không chính xác 100%. 1. Popkit. Popkit vốn không còn xa lạ với nhiều khán giả Việt. Kênh giải trí dành cho trẻ em này được thành lập vào năm 2014 với mục đích mang đến cho khán giả nhỏ tuổi các nội dung an toàn và bổ ích. Hiện, kênh đạt 13,8 triệu người theo dõi, với gần 5,7 tỷ tổng lượt xem video. Doanh thu ước tính 858.000, 13,7 triệu đô la Mỹ. Tức có thể lên tới 315 tỷ đồng. Đây là kênh đầu tiên thuộc mảng nội dung thiếu nhi trong nước giành được nút kim cương YouTube tại Việt Nam. 2. Phát. Thành lập vào năm 2014, Phát, tên đầy đủ là Funny Action Program TV, sau đó chỉ mất một thời gian ngắn để trở thành kênh giải trí được nhiều người yêu thích. Phát chính thức được YouTube trao nút kim cương đầu tiên tại Việt Nam, đánh dấu cột mốc 10 triệu lượt đăng ký vào năm 2019. Tính đến thời điểm hiện tại, kênh YouTube Phát đã đạt 13 triệu người đăng ký theo dõi. Theo thống kê, ước tính thu nhập hàng tháng của Pháp từ 614 triệu đồng 2,7 tỷ đồng và dự tính mỗi video nhóm sản xuất sẽ đạt doanh thu 999 triệu đồng. Doanh thu ước tính kênh nhận được có thể lên tới 19,68 tỷ đồng một năm. Qua 7 năm hoạt động, Pháp đã cho ra đời nhiều sản phẩm là các series phim ngắn, web drama và video âm nhạc, MV, thuộc thể loại từ hài hước, hành động đến hài lãng mạn, có thể kể đến như Sạc Tin Trái Tim, Ai Nói Yêu Tôi, Em Của Anh, Đừng Của Ai, MV Tâm Ma. 3. Crit Review Gamer. Sở hữu 10,1 triệu lượt theo dõi, đặc biệt là hàng triệu lượt xem mỗi clip, kênh Crit Review Gamer của YouTube Crit Fan luôn nằm trong top 5 những kênh YouTube kiếm tiền khủng nhất Việt Nam. Tối ngày 10 tháng 10, kênh YouTube của Crit Fan đã trở thành kênh YouTube thứ tư tại Việt Nam nhận được nút kim cương. Đáng chú ý, theo thông báo từ nền tảng, đây là kênh YouTube về gaming giải trí cá nhân đầu tiên ở Việt Nam đạt thành tích này. Theo thống kê từ Social Blade, kênh YouTube Crit Review Gamer đang phát triển rất mạnh mẽ và ổn định, số người bỏ theo dõi kênh là vô cùng ít, hầu như không có. Với lượng người theo dõi đông đảo như vậy, kênh YouTube này mang về cho Crit Fan một con số thu nhập không hề nhỏ. Cụ thể, Social Blade chỉ ra, ước tính trung bình một tháng chàng trai quê Kiên Giang có thể kiếm được gần 857 triệu đồng. Riêng mỗi video có thể thu về hơn 246 triệu đồng. Bên cạnh việc sản xuất video bàn luận về các trò chơi nổi tiếng, anh chàng 28 tuổi còn mở rộng nội dung theo hướng parody. Review ăn uống, chia sẻ kinh nghiệm sống. Được biết, Crit Fan từng góp mặt trong danh sách 100 YouTube có sức ảnh hưởng nhất khu vực châu Á, Thái Bình Dương. 4. NTN. Kênh YouTube NTN, tên cũ là NTN Vlog, cán cột mốc 10 triệu lượt người theo dõi vào chiều ngày 3 tháng 8 năm 2021 và trở thành cá nhân đầu tiên ở Việt Nam đạt được nút kim cương từ YouTube. Nguyễn Thành Nam, sinh năm 1994, quê Thái Bình, là cái tên không còn xa lạ đối với cộng đồng mạng Việt Nam. Trước đây, anh chàng này từng là gương mặt có tiếng trong giới game thủ đột kích và sau đó được biết đến nhờ những video thử lòng. Gặp sự cố tai nạn, bị cướp và các video thử thách độc lạ, mặc dù không ít trong số đó bị người xem phê phán vì nội dung vô bổ. Thời gian gần đây, Nguyễn Thành Nam đã cẩn trọng hơn trong việc sản xuất clip. Anh không còn mang tới những video phản cảm hoặc gây tranh cãi như trước. Dân mạng hy vọng, sau nhiều lùm xùm, chàng trai quê Thái Bình sẽ thực hiện những nội dung nghiêm túc hơn, tránh những trò vui nhảm nhí dẫn đến bị phản ứng ngược. Theo thống kê từ Social Blade, thu nhập ước tính mà kênh NTN kiếm được khoảng 12.800 đô la Mỹ một tháng, khoảng gần 300 triệu.
từ 153.000 đô la Mỹ đến 1,7 triệu đô la Mỹ, 3,5, 39,4 tỷ đồng năm. Đây quả thực là những con số cực khủng mà nhiều người ao ước. 5. Sơn Tùng MTP. Sau 9 năm làm nghệ thuật, kênh YouTube của nam ca sĩ đang sở hữu 9,68 triệu người theo dõi và chỉ còn khoảng dưới 400.000 lượt đăng ký nữa thì giọng ca gốc Thái Bình sẽ trở thành ca sĩ Việt Nam đầu tiên nhận nút kim cương của nền tảng YouTube. Với số lượng người theo dõi khủng như trên, doanh thu ước tính mỗi năm của Sơn Tùng nhận được có thể lên tới 738.000 USD, tương đương hơn 17 tỷ đồng.